Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trao tấm lòng của chị Thanh, anh Ngọc và anh Thiên Thanh ở Úc có gửi về cho mình là 850 đô la Mỹ. Ô xin lỗi cả nhà, đô la Úc để gửi đến những cái buổi ăn sáng cho bà con. Kèm theo đó là sẽ trao những cái phần quà cho bà con. À, cho anh đổi. Này là 900 đây. Cho anh lấy tờ 100 ngàn nha. Thì như là nguyện vọng của chị Thanh, anh Ngọc và anh Thiên Thanh, trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mua xôi để tặng cho bà con trong buổi sáng ngày hôm nay. Kèm theo đó là số tiền còn lại bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi phát dạo cho bà con khó khăn tại Vĩnh Long. Nè, anh đem tờ 100 ngàn nha. Dạ. Dạ, được bao nhiêu em? 15 triệu 714 ngàn. Thì mình sẽ dùng 2 triệu để mình trả tiền xôi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ... không. Chứ anh Thanh và chị Thanh và anh Ngọc và anh Thiên Thanh có gửi ra 50 đô để cho gửi tặng cho nhóm mình, thì mình sẽ chiết ra 50 đô đó để mình gửi đến chú Tây và bạn Tâm, thì những người tham gia sẽ giúp mình trong ngày hôm nay. Cả nhà đợi mình tí nha. Rồi cả nhà, sau khi mình đã trừ ra 50 đô la Úc của tấm lòng chị Thanh, anh Ngọc và anh Thiên Thanh gửi tặng cho nhóm của mình để làm chi phí săn cộ ăn uống đó cả nhà, thì bây giờ mình sẽ còn là 14.841.000. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ thay mặt là ba anh chị ấy sẽ mua xôi phát cho bà con trong buổi sáng và buổi chiều, thì mình sẽ đi phát dạo gửi đến mỗi hoàn cảnh là 300.000 theo như là nguyện vọng của anh chị ấy gửi đến bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mua xôi trả tiền xôi thôi nha cả nhà. Rồi cảm ơn anh chủ, chào anh. Rồi chào mấy em. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đang ở đường Trần Phú, phường 4. Thì đây, mình đã nhờ dì Năm gói vô bịch sẵn trong buổi sáng ngày hôm nay để mình tranh thủ thời gian đó cả nhà. Thì mấy gà là không thể nào mà tập trung được, thành ra là bắt buộc là mình phải nhờ dì Năm gói sẵn trong nhà luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau ha trả tiền cho dì Năm. Thêm nữa là mình sẽ mời cả nhà cùng đi với mình trên con đường phát dạo xôi cho bà con trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi chào dì Năm. Ê. Dạ, sáng giờ dì Năm thức mấy giờ để làm xôi? Dì Năm thức làm tới gần sáng luôn đó. Dạ, mấy giờ dì Năm thức? Tranh thủ hồi 9 giờ mấy 10 giờ dì Năm bắt đầu xôi, rồi cái gì xôi gì vô bọc luôn. À, tối qua tới giờ luôn. Tối qua. Trời ơi, làm quá cực luôn dì Năm ơi. Đây là chi phí con sẽ gửi cho dì Năm 2 triệu. Rồi dì Năm cảm ơn con. Dạ. Rồi, con cảm ơn dì Năm nhiều lắm nha. Rồi bây giờ con sẽ bắt đầu con nhờ bạn Tâm. Đó. Dạ, dạ, bốn bọc chắc chở được. Con nghĩ là con chở được. Dạ. Dạ rồi. Rồi đây là bạn Tâm Tâm nha cả nhà. Rồi bạn Tâm Tâm bây giờ bưng xôi ra giùm anh. Bưng nổi không? Rồi thôi để anh bưng. À được, ngon. Cái lượng xe ngon. Bịch xôi này chắc phải hai người ginh mới được. Vậy đây là nhà dì Năm hay dì Năm? Dạ. Chạy ngang nhiều lần rồi mà đâu có biết đâu. Anh thì đâu có quên được. Mà tại vì vấn đề khi mà có mua bán gì nhiều thì em mới giao tiếp nhiều thôi. Dạ. Trời ơi chở ba bọc quá rồi. Dạ. Rồi lên xe ngồi đi. Nè gửi tặng cho chị ăn sáng luôn. Gửi tặng chị hai gói đi. Rồi đây là những khách hàng đầu tiên của mình. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, mình gắn micro cái. Dạ rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha, cùng với hai bạn trong team thiện nguyện của mình. Rồi mình đi
À, anh nói nghe nè, khi mà nếu mà tới chợ cua á, chỉ gặp vé số là đưa rồi chạy liền nha, để đông là chạy liền chứ không có đó, tập trung nha. Rồi go. Đó thì mình cũng vừa gửi tặng cho chị bán muối nha cả nhà. Những cái gói soi nghĩa tình của ba Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Em ơi. Dạ, ngoài ăn xôi ngoài. Xôi giò ăn từ từ. Dạ. Cảm ơn. Thì do là cái gói xôi thì nó cũng rất là nhỏ cả nhà, nó có thể là với lại xôi có nhiều năm rất là ngon mà nó không có bị hư, nó rất là lâu hư luôn. Thật ra là mình sẽ gửi cho mỗi bà con là từ 2 tới 3 gói để cho bà con có thể ăn sáng và ăn trưa luôn cả nhà ha. Để tặng con mấy gói xôi ăn sáng kìa. Cô ăn xôi không? Nói chung thì mình cũng muốn trao ở khu vực chợ lắm, nhưng mà bây giờ tình trạng này rất là nguy hiểm luôn. Thật ra mình chỉ phát trên đường thôi nha cả nhà. Nè, gửi cho chị bán cái số phải không? Rồi gửi chị mấy gói xôi ăn sáng nha. Đưa qua cho ngoại trước đi.
con gửi mấy gói xôi. Dạ, bỏ bỏ vỏ rồi ngoại. Con cho nữa hả? Dạ. Dạ, em cảm ơn con. Dạ. Tâm em trao chị đi. Rồi chúc chuyện con Nguyễn. Bác ơi, bác lại dùng xôi nha bác. Dạ. Đây mời bác ăn sáng và ăn trưa luôn. Dạ. Rồi chúc bác ngon miệng. Bây giờ mình sẽ nhắc nhau qua đường phố tên đường 13 nha. Mình cũng muốn trao cho bà con trong chợ lắm nhưng mà rất là nguy hiểm. Quẹo qua đi. Quẹo qua lại. Bên Tài có. Người hai gói. Dạ. Tâm ơi, đi đường này quẹo lại em. Chú ơi. Dạ. Dạ. Con gửi chú mấy gói xôi ăn sáng. Dạ, đa tạ. Dạ. 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 Dạ đây, dạ đây. Không thấy được. Rồi, đa tạ. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ, sáng giờ chưa ăn gì chú ha? Dạ, cảm ơn chú.
Dạ rồi, chúc chú ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Qua phố cơ đều em ơi. Tới luôn, chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Đưa em Thảo ơi, em sẽ trả lại cho. Đem lại đưa người ta đi. Trời ơi, sao vậy? Đó, nhanh đi. Kêu chú ơi. Chú ơi. Chú ăn sao nha chú. Ông ơi, anh nghĩ mình nên đổ xăng đi em. Em mới đổ rồi. Đổ nào vậy? Rồi là anh chưa kịp đổ mà em đổ rồi. Rồi thôi tiếp tục đi. Một khu chợ nhỏ này cả nhà, ở trên đường phố Thiên Đường phường 3.
Rồi chúc chú ngon miệng. Đang lụm thùng rác bên kia em chạy dưới dòng này, dưới dòng cầu này quẹo quá. Cảnh ba gói. Ôi, khoan. Sao vậy? Chú ơi, con gửi cho chú ăn sâu nha. Dạ. Để đâu ạ?
quẹo qua phường 8 Tâm ơi. Đường này đừng đi nữa. Quẹo qua phường 8. Đường 1 phân 2 đó cả nhà. Dạ. Thấy là mình đang ở trên cầu vòng nha. Đó. Cô này chắc cũng lớn tuổi rồi đấy. Nãy mình cho cô ấy ở dưới trước thì mình quẹo qua cùng bên kia mình luôn. Đấm cái vá lại. Mình đang dắt cả nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8 nha cả nhà.
cho con bé này em ơi. Nhỏ mà cũng biết phụ gia đình rồi đó con, cả nhà. Cả nhà thấy không, dù là một gói xôi nhưng mà đối với bà con rất là đáng quý, tranh thủ bà con người chạy lại cả nhà thấy không. Đúng là một miếng khi đói và một gói khi no cả nhà, mà ta luôn luôn có những con tâm đắc luôn luôn đúng trong mọi trường hợp hoàn cảnh. Bên lề bên kia rất là nhiều trường hợp luôn, mà trên đoạn đường này rất là khó qua lộ này. Đường Đinh Thiên Hoàng Thường Tăng lớn như vậy, mình như là không có biết nhường nhịn gì đó. Em ơi qua lộ bên kia đi, tổng bên kia không ạ? Nãy chị ấy có nhận rồi đó nha.
quẹo vô chợ em ơi. Rồi mình đang vô trong chợ Phường 8 nha, hay gọi là chợ Phước Thọ. Tìm kiếm những hoàn cảnh cho luôn một sáng nay. Cả nhà đợi mình chút nha. Quẹo qua chợ Phường 8 cái đi em, rồi mình về Phường 1. Anh mệt rồi. Rồi, đi thôi. Đến cho cả nhà tham quan chợ Phước Thọ nhé, trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Chung thì mình đã mở tay lắm rồi đó cả nhà. Chắc có lẽ là mình sẽ quay về Phường 1 thôi. Một người ba gói đi. Rồi bắt đầu gửi đi. Quẹo trái em ơi, quẹo trái. Quẹo trái nè.
Rồi bây giờ mình sẽ trở về đường Lê Thái Tổ. Thôi xin lỗi, nhà đường Nguyễn Huệ, phường 2 nha. Phường 8, phường 3, phường 4. Được rồi. Thì chúng ta trở về phường 2 và phường 1 thôi đó nha. Chú ơi, rồi con gửi chú mấy gói xôi ha, ăn sáng. Đợi con cái, đặng lấy xôi cái. Rồi gửi chú này luôn. Rồi chúc chú ngon miệng. Ăn sáng sếp ơi. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng. Gửi vô con nước đá luôn nha em. Con đang kéo nước đá kìa. Xin chia sẻ với cái nhà nha. Đây là đoạn đường phường 2 Nguyễn Huệ. Rồi gửi chú mấy gói xôi ha. Lấy giùm con ơi. Ba gói. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Rồi chúc chú ngon miệng.
về phường 1. Hết mọc chưa? Rồi, dữ thiệt. Nhà thấy rồi đó, mấy dạo cũng đâu phải là dễ kiếm người đâu. Tại cái lý do tại sao mình thường mình ngồi một chỗ thì nó sẽ dễ dàng khác hơn mình mà bà con lại nhận á. Xôi đó cả nhà. Đây nhé cả nhà, qua đường Lê Thế Tổ phường 2. Em ơi, những cái tuyến đường này là tuyến đường một chiều nhà, thành ra là không thể nào mà quẹo lại bên kia được. Anh xem như là bữa nay sao. Còn là có duyên mình sẽ gửi nhận cái nhận hết. Được rồi, đây là cầu lộ nè cả nhà. Tâm ơi, ghé chỗ thầy em ơi, ghé chỗ thầy. Chú thầy xe lo cho cả nhà. Chú ấy còn chiếc xe lo thì có gì mình để đó rồi. Rồi còn mấy số nào đi nghe thì mình gửi.
Đó, cả nhà thấy về phường 1 thì rất là dễ phát luôn. Và bà con mấy số thì tập trung ở trung tâm thành phố rất là nhiều. Chúc mừng chúng ta đã hết bọc đầu tiên 100 gói. Chị ăn xôi mà còn phụ em nữa. Bởi vậy ế là ăn không hết đó. Dạ, sáng trưa chiều đó, cho chị khỏi tốn thêm tiền chi phí luôn. Mấy gà chị thấy đâu có tập trung được đâu, nó vừa phát. Bởi vậy cả nhà thấy không, có những người thì rất là thật lòng, buổi sáng thì đã ăn rồi thành ra là nhường cho cái phần cho người khác. Rồi chúng ta tiếp tục tới siêu thị Co-op Mart nha cả nhà. Rồi ăn xôi đi cô. Dạ. Gửi cho chú xe lăn em ơi. Chú ngoại kìa em ơi. Rồi, đến ngồi đi. Ăn xôi chị. Chị phía trước luôn.
Dạ, hôm nay mình ăn xôi. Dạ rồi, rồi chúc mấy con ngon miệng. Cảm ơn mình nhiều nha. Dạ rồi. Quẹo phải thêm ơi. Dạ. Dạ rồi, chào con nha, chúc con ngon miệng. Cô ơi, cô ăn xôi này cô. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn tại bà chợ. Bây giờ xe ôm có ai ăn không? Dạ rồi. Rồi mà mời mấy chú ăn xôi đi. Ơi. Rồi cảm ơn nha. Mình vào qua bệnh quay bệnh à. Đúng rồi. Rồi mấy chú xe ôm ăn xôi đi mấy chú. Dạ rồi. Rồi mấy chú nào xe ôm dùng xôi với con đi. Sáng trưa chiều người ba gói. Rồi qua bên ngoại ao câu luôn đi em ơi. Rồi chúc mấy chú ngon miệng nha. Rồi lấy rau câu đổi xôi ngoại ơi. Lấy rau câu đổi xôi chưa không? Trời ơi, quá đẹp. Quá dữ dàng. Dạ. Dạ, sáng trưa chiều. Lo nguyên một ngày luôn đó. Con có cho bà Sáu không con? Kêu bà Sáu gặp con. Dạ. Gặp con hết trơn luôn. Em ơi. Ừ. Qua đi, qua đó, qua đi gửi cho ngoại lên chứ. Rồi ăn xôi anh thiệt. Rồi hỏi con bé kìa, kêu nhóc kìa, kêu nhóc lại. Bữa nào thì tùy theo bữa đó. Em ơi, ghé giọng Long Giang đi. Ghé giọng Long Giang đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phát ở chỗ này nha cả nhà. Chứ bây giờ đông quá rồi, mình vừa uống nước, vừa nghỉ ngơi, vừa ăn sáng, rồi thêm nữa là mình cũng sẽ phát cho bà con nào mà lại mà cần luôn. Rồi cả nhà ơi, thì đây là còn số lượng khoảng chừng là hơn 200 bịch nữa.
À, thì bây giờ là mình và đồng đội của mình, các bạn trong team thiện nguyện của mình đã quá là mệt rồi. Thì bây giờ là mình sẽ mời bà con ha, những người mua bán vé số chạy xe ôm lại để mình sẽ gửi những cái phần quà. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Thì một lần nữa là cảm ơn Mạnh Thường Quân, là chị Thanh, anh Ngọc và anh Thiên Thanh ở bên Úc đã hỗ trợ những cái buổi ăn sáng cho bà con. Thì cả nhà cứ yên tâm, chỉ trong vòng chớp mắt thôi, khoảng chừng là nửa tiếng hay tiếng gì đó, thì mình cũng sẽ trao hết những cái phần quà tấm lòng của ba anh chị để gửi đến những cái hoàn cảnh của bà con khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay, nhằm tạo ra cho bà con đỡ lo về sáng trưa chiều luôn. Mình sẽ gửi tặng một người ba gói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn trong team thiện nguyện. Cảm ơn bạn Tâm Tâm, bạn Vân Vân. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn lại cả nhà trong video chiều nay. Nhỏ vậy. Dạ. Ai bán vé số thì mà lại nhận. Dạ, nói là nhận con nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi chào mọi người.